Xin mời các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò, bình luận viên tàu lao cho bên đó Trần Hoàng Đại Lâm Bato Tali. Đây là kèo cắn ớt và cắn ớt. Cắn ớt và cắn ớt. Ở đây trước mà đồng kích của Lâm là Mạnh Lồng, Đức Tờ Thiện và Nuôi Lồng. Bộ ba bên kia là của chủ sân bóng chuyền xanh, phường Trắng Dài của anh Lâm và anh Hùng Ba Bánh. Đứng trên lưới là Cua đến từ Hồng Ngự Đồng Tháp, Tiên Bơm và Long Điền. Hiện tại bây giờ vô hàng và vô hàng các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là 19 giờ giờ địa phương Trảng Dài, Biên Hòa Đồng Nai. Rất kịch tính những người cắn ớt đang đứng đây và đợi đây. Ở Đại Lâm chỉ có kênh Đại Lâm Vua Đầu Dò và kênh Đại Lâm Chuyện Bên Lề, còn tất cả các kênh khác không phải của Đại Lâm nha các bạn. Thank you all các bạn luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Vua Dò, cảm ơn các bạn rất nhiều. 1-0 nghe về cho Long Điền. Một pha kết thúc tốt của Đức Tự Thiện. Một đều. Đại Lâm xin nhắc lại các bạn, đây là đoàn quân cắn ớt. Quá hay cho đôi lông. Cô làm gì đây? Một pha không ăn ý giữa Mạnh Lồng và Nuôi Lồng. Hai một đang nghiêng về cho Long Điền, Cua và Tiên Bơm. Một pha phát bóng hỏng của Long Điền. Hai đều. Quá chắc cho Cua. Thật sự một ngày quá lên tay. Cua kẹp thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Đang vô hàng nữa các bạn ơi. Đi bây giờ gác 15, 13 thua, 13, 10 thua. Ối cơm và ối cơm. Lâm Bằng Bền, đi bây giờ. Ba hai. Một pha quá hay của Đức Tự Thiện. Theo như Đại Lâm nhận định kèo này giống như một mình Đức Tự Thiện một công chấp bên kia xã các bạn. Bên đây Mạnh Lùng và Nuôi Lùng làm sao công lưới được các bạn ơi. Nuôi Lùng cao 1m36. Quá lùng. Quá ôm dính chắc quá ghê. Quá hay cho Nuôi Lùng. Mạnh phản công làm gì lại libero mạnh. Quá hay. Một pha xử lý tốt của Mạnh Lồng. Bốn ba. Quá hay chưa sao? Hết rồi. Xin lỗi các bạn khán giả không biết đừng có trách cho khán giả. Một pha quá hiểu các bạn ơi. Các bạn có còn giấu được không? Anh bỏ luôn đi, kệ nó bớt đâu quá. Giấu được rồi, bạn đã không trúng giấy rồi. Bên đi.
Bỏ đi lại. Cái chân nó sổ ấy. Một pha công quá chắc của Đức Tư Thiện. Đức Tư Thiện từ hồi sáng, từ sáng sớm 5 giờ sáng tới giờ, lại sang 4 giờ xanh cho tới bây giờ mới được quánh một xe đây các bạn ơi. Từ 5 giờ sáng Đức Tư Thiện canh me tới bây giờ. Năm bốn. Một quả phát bóng hỏng của đôi lùng. Qua hay cho cô. Thật sự cô chăng qua lại hại các bạn ơi. Chiếc tài mới nổi à. Cô này quê Hồng Ngự Đồng Tháp nha các bạn. Quá ghê. Gần đầu nguồn giáp với Campuchia nha các bạn. 6 năm. Chết luôn. Nhát tay luôn rồi. Mình không nhát tay liền luôn. Một pha kết thúc tốt của Đức Tư Thiện. Sao đều. Một chấp xả luôn chứ. Bên kia để lợi thế không chứ. Quay cho Bạch Long, chạy cho Bạch Long luôn đi. Một pha phản công quay của Đức Tư Thiện. 7-6. Hiện tại bây giờ sân bóng còn khoảng 40 người thôi các bạn ơi. Nhưng mà đoàn quân này đang bị cắn ớt và cắn ớt cho nó tới giờ này các bạn ơi. Quay. Một pha chân bóng quá hay của Đức Tư Thiện trước Long Điền. 8-6. Ủa 8-6 7-6 hả? 8-6 đội sân. Kêu bắn biên đồ lao lao rồi cho ông cua chửi chơi. Cả nhà ơi. Lão chị tôi chị cao lên luôn cho tôi thấy trắng như vậy quá. Ngày 29 là ngày của Đức Từ Thiện, từ sáng 5 giờ sáng lại sân tới giờ các bạn, hẹn giờ 17 giờ 19 giờ các bạn. Đức Từ Thiện mới canh me được con kèo một các bạn ơi. Quay cho Bạch Long. Một pha cú bóng nỗ lực của Bạch Long, bóng qua ra ngoài. 7-8. Quá lợi hại pha bóng vừa rồi của Long Điền. Một pha vỗ con tay xé phê quá gầy. 8 đều. 3 lần mình đã giúp bạn sang bằng điểm số cho bạn giúp mình vượt lên cái câu hỏi bốn nước. 8 đều. Lại nữa. Hai quả liên tiếp. Cổ tay của Long Điền quá lợi hại. Chưa còn nữa. 9 tiếp. Nếu tình hình này không có gì thay đổi, anh em của Adibayo, Lâm Văn Bền, Chi Thông, Mạnh Lùng và Đô Lùng cùng Đức Tư Thiện ra bờ quá xa. Còn ở Mạnh Lùng, một pha đầy tự tin của Mạnh Lùng. Chín điều. Rồi, có nước rồi, được rồi. Hết giải rồi. Cái bên đây xuống ăn nữa bồi. Quá tốt luôn. Ăn luôn rồi. Cô ơi, ông định làm gì vậy? Định làm gì vậy? Một pha quá hay của Tiên Bơm và một pha kết thúc quá hay của cô. Mời trên. Một pha lọt trắng của Đức Tư Thiện.
À, các bạn nào có xem YouTube mà cái phụ đề nó nhảy lên các bạn, trên màn hình nó có chữ CC các bạn, chỉ bạn nhấn vô đó thì nó sẽ tắt các bạn, vì YouTube nó tự động các bạn à. Một pha ém tay trắng của cô. Hay quá cô ơi. Bạc tay trắng của Đức Từ Thiện bay ra ngoài. Mười một mười hả? Đập môi đập. Một pha chúng ta chẳng có cô lọt qua bên đây. Mười một đều. Đập môi đập môi. Mười sáu tới rồi các bạn. Rồi nồi cháy nè. Một pha phát bóng hỏng của nồi. 12 11 đập bi đập môi. Hết đi. Hết đi. Cơ hội cho cô. Một pha đường y quá hay của cô. 13-11 đập phay đập môi. Tình hình này có thể là căng ngớt kéo dài và kéo dài. Bảy 13-11 khó chịu quá. Lại là Long Điền. Long Điền một ngày quá phong độ và cua thứ gì kêu nổi. Này đúng Long Điền nữa, anh em xanh vô bờ đéo ai đưa nổi. 14-11 đập môn đập môi. Sẽ có set 2 và set 2 tiếp tục. Chết luôn. Chết với cua luôn. Trời ơi. Quá hay cho cô. Thật sự cô có một dàn trắng rất khó chịu các bạn ơi. Hai cái càng của cô lên quơ trên lưới quá ghê các bạn ơi. Chính thức lên thằng A. Lên thằng A cho đứng cơ. Trắng hơn anh, trắng xong đi. 15, 11 mập có kèo gì. Đập ram, đập môi. Đi mà hồi về tắm ơi. Đổ lên anh ơi. Giờ là cái vô bò được rồi. Hết mồ hôi luôn rồi. Đúng là Long Điền. Long Điền đưa anh em bóng kia xanh vào bờ liên tục và liên tục. Tôi có cảm giác như Đức Từ Thiện mạnh lùng cắn ốc và cắn ốc và tiếp tục set 2 các bạn ơi. Hiện tại bây giờ Đại Lâm cũng rất đói bụng nhưng mà set 2 quá gay cấn. Đứng lại cho bạn, tiếp tục cho các bạn xem nữa nha. Quá hay cho cô. Thật sự là Long Điền mới là quá quá hay các bạn ơi. Long Điền là người đưa anh em vào bờ an toàn và an toàn rất nhiều set. Long Điền quá hay Long Điền ơi. Xin mời các bạn xem tiếp set thứ hai nha.